chào các bạn tin nhanh 24/7. Nước bay giá rẻ Banzai Usa 200NS ABS 2018 lặng lẽ ra mắt. Vào hồi tháng 2 đầu năm nay, hãng Banzai đã vén cái màn phiên bản 2007 của dòng nước bay giá rẻ Usa 200NS. Và đến cuối tháng 9 vừa qua, hãng Banzai đã trình làng cái phiên bản ABS mới của chiếc Usa 200NS 2018 tại thị trường Ấn Độ. Banzai Usa 200NS ABS 2018 chỉ có hệ thống chống bó cứng phanh trước và tương tự với người anh em Usa AS 200. Trên thực tế thì Banzai không phải là hãng duy nhất trang bị hệ thống ABS cho bánh trước của xe ở thị trường Ấn Độ. Và gần đây, hãng Suzuki cũng đã học theo Banzai khi trang bị hệ thống ABS cho bánh trước của dòng xe Zigger SF-FE mới. Ngoài ra, trên Banzai Usa 200NS ABS 2018 không có gì khác biệt so bản thường. Xe được trang bị động cơ xăng đơn 4 van làm mát vọng dịch với dung tích 109,5cc với 3 bougie đánh lửa được cải tiến từ KTM Đúc 200 và với cái bộ chế hòa khí kết hợp với hộp số xe cấp. Động cơ tạo ra công suất đa 23,5 mã lực tại vòng tua máy 9.500 phút và mô men xoắn cực đại 18,3 Nm tại vòng tua máy 8.000 phút. Hệ thống treo của xe cũng bao gồm phục ống lồng phía trước, giảm sốc đơn đi trên ở đằng sau. Bộ van 17 inch kết hợp với lớp không xăm 100 ở phía trước, 130 ở phía sau. Lực hãm của chiếc xe này bắt nguồn từ phanh đĩa có đường kính 280mm ở bên trước, 230mm ở bên sau. Cùng với đó là hệ thống ABS. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ đảm bảo an toàn tốt hơn cho người dùng. Tại thị trường Ấn Độ, Banzai Usa 200NS ABS 2008 có mức giá 109.000 rupee, tương ứng 37,8 triệu đồng. So với bản thường thì phiên bản mới này đắt hơn 12.616 rupee, tương ứng là 44 triệu đồng. Đồng thời, Banzai Usa 200NS ABS 2008 là cái mẫu mô tô có hệ thống chống bó cứng phanh rẻ nhất của Banzai ở thị trường Ấn Độ. Xe cạnh tranh với những đối thủ trực tiếp như TVS, Apache, ATR 200 hay là Yamaha FZ25. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, lần kế tiếp nhớ like, share, subscribe.